Hello cả nhà, sáng nay em làm cái cách làm deep pink and white easy easy cho mấy anh chị coi, giống như cách ngày hôm qua mình làm vậy đó. Tại sao mà nhiều người làm deep pink and white mình thấy ra dễ quá, trong khi mà khách mà vô mà đòi kêu mình ngồi làm mình rắc hoài, rắc hồi trắng nhiều quá, rắc hồi trắng với hồng không lên với nhau, rắc hồi cái nó bị si tư cái đường like bên dưới. Thì cái video này là em sẽ chia sẻ cái cách làm cho nó dễ và nó nhanh cho mấy anh chị nữa nè. Đây là cái bộ pink and white mình làm ra xong rồi với cái shape nhọn. Bây giờ mình sẽ làm tay bên kia nha. Đối với cái tay của khách đó, thì lúc nào mình cũng sẽ phải giũa cho nó sạch trước đã đó. Cái đó là cái yếu tố quan trọng. Mấy anh chị share video này, nếu mà mấy anh chị thích deep pink and white nha, sẽ rất là dễ luôn. Rồi mình ngồi mình thử trong tiệm mình á, mình lấy ra tất cả các màu nào mình thích á, mình phối với nhau rồi mình để lên cái bảng cho khách họ coi. Thì lúc đó là họ chọn màu theo cái bảng mẫu của mình đưa ra, nó sẽ dễ hơn là mấy anh chị để cho khách lựa rồi mình ngồi mình làm. Tại nhiều màu nó blend với nhau được nhưng mà không phải, nó không có gọi là đẹp. Thì mình làm một số mẫu để cho khách họ lựa thì nó sẽ dễ hơn từ từ cho mình. Mình ngồi mình phá màu mà rảnh thì mình ngồi mình phá, còn bận thì thôi. Biết là tuần này mấy anh chị bận lắm nè, tuần này là Easter, là giờ này giũa chắc cũng xanh xao mặt mày rồi, mới sáng vô thôi đó, 10:30 rồi. Sau khi xong thì em sẽ dùng móng để em gắn nha, bắt đầu đi thử dài thử hài này nha. Đó, cái ngón đầu tiên nhìn vô là biết size gì luôn á mấy anh chị. Em sẽ lấy cái móng này, nó bự hơn nhưng mà mình sẽ giũa lại, chứ mình không có xài cái móng nhỏ để cho nó bend cái móng người ta ra. Móng của cô này móng rất là cong cho nên là mình sẽ phải sử dụng lớn hơn và mình giũa một tí xíu. Rồi sau đó cái này là cỡ số 7. Số 8. Số 8. Nếu mà móng đó số 8 thì móng kế bên này của mình sẽ là số 7. Rồi, cái móng của người ta cong cho nên mình phải bóp lại hai bên này nè. Rồi thì tới cái móng này sẽ quay lại cái số 8 kế bên. Đó. Rồi sau đó thì mình sẽ đi cái ngón út là cái ngón móng nhỏ nhất. Muốn nhỏ nữa cũng không có nè. Rồi. Vậy là xong. Sau khi xong thì mình sẽ bắt đầu mình cắt móng ngắn và giũa xếp. Ngắn thì mình tương đối nha. Xong rồi mình sẽ đo một lượt. Đưa chị tay bên kia. Chỗ này vừa. Chỗ này ok. Rồi sau đó mình sẽ cắt nè mấy anh chị. Đối với móng nhọn thì mình cắt cái góc vậy nè. Dip á, thì mình phải làm cái form móng của người ta cho nó ra shape luôn. Rồi sau đó mình dip thì nó sẽ đỡ cực cái phần giũa, với lại nó ôm nó đẹp hơn. Còn mình để mình dip xong mình mới làm thì nó sẽ khó. Với lại mình làm cho mình rất là cực. Sau khi xong thì em sẽ giũa cái shape móng, giũa cho nó nhọn ra luôn nha, cho nó ra đúng cái shape luôn á. Deep pink and white mà mình biết cách làm nó nhanh lắm. Mấy anh chị có coi cái video hôm qua em deep ombre hai màu 110 với 113 clip and do không? Mình sẽ làm với cái cách giống như vậy cho pink and white. Pink and white thì nó sẽ có một cái khác hơn. Tại vì mình làm màu trắng mà mình làm không có đều là nó sẽ nhìn nó bị trắng, nó bị trắng quá. Trắng thì nó khó blend hơn là những cái màu khác. Thì mình sẽ sử dụng cái màu hồng mà mình cover mình đi làm sao nhìn nó ra cho nó xốp, nó nhẹ mà nó nhanh nữa. Trước đây là mình rắc trên rắc dưới, nhưng mà rắc trên rắc dưới là thấy nó cũng lâu, phải rắc một cái trên rắc một cái dưới, rắc cái trên rắc cái dưới, rắc thì nhiều quá. Thì bây giờ mình làm cái cách mới của mình, bởi em nói là mình phải update cái kỹ thuật của mình hoài là vậy, tại cách mới nó ra nó dễ hơn, nó nhanh hơn. Rồi sau khi xong thì em sẽ chạy cái mặt móng cho nó phẳng xuống nha cả nhà nha. Hello mấy anh chị mới vào, khi nào em có lớp ở Atlanta hả? Chị Chi ơi, em còn một chỗ ngồi duy nhất cho lớp Atlanta vào ngày 2 tới ngày 4 tháng 5 này nha chị. Là khoảng 2 tuần nữa thôi đó. Lớp của mình full rồi, chỉ còn có một chỗ nữa thôi là tụi em close lớp.
Có thể là ngày hôm nay close lớp, tại vì hôm qua cũng có nghe, cũng thấy trong cái live hôm qua cũng có người hỏi là cái lớp ở Georgia đó. Cho nên chị Chi muốn đăng ký cái lớp đó để tiện cái thời gian cho chị á. Thì chị gọi vô số của công ty đăng ký liền sáng nay rồi tụi em close lớp lại luôn nha chị. Cho nên là mình sẽ đợi qua lớp kế tiếp. Ngày 2 tới ngày 4 tháng 5 này nè. Số là 888-887-8807. Trong lớp thì mấy anh chị cũng sẽ được học cái kỹ thuật deep ombre nữa. Rồi. Rồi, sau khi mà cái khớp này nó xong, mình dũa cho cái khớp này nó smooth xuống. Rồi sau đó ở đây em có cái cây này nè. Cái phần ở dưới đây nó bị, cái này hồi nữa mình dũa cũng được, nhưng mà tại vì nhìn trướng mắt em chịu không nổi. Cái nào mà nhìn cho nó sạch con mắt đó, thì mình làm, mình đẩy nhẹ cái thôi, nhưng mà nó không có bị trướng con mắt của mình. Rồi ta nói già nó khổ vậy đó mấy anh chị, nó khó tánh dữ lắm. Trẻ mình dễ tánh, trời trẻ là em sao không được chứ, còn già nó khó chịu. Mày mới dấu hiệu tuổi già thôi nha. Ok, rồi. Sau khi xong nè, mình sẽ build cái lớp base cho móng nha. Học sinh cũ có thể coi được không? Hello chị. Được, trời ơi. Chị sao rồi, chị khỏe không? Rồi, trước tiên thì em sẽ đi số 1 nha cả nhà. Rồi em đi số 1 đều hết tất cả các ngón nè. Rồi. Sau đó quay lại mình sẽ dùng số 2. 4 deep em xài tất cả là của 4 deep nha. Và hai cái màu white em xài đó, đó là cái màu deep white của Deep and Do. Đây là cái màu deep white của Deep and Do nè. Màu này nó rất là trắng. Để cho mình deep French và mình deep ombre luôn. Và cái màu pink này em xài màu dark pink, cũng là của Deep and Do luôn, trong cái size 22 ounce refill á mấy anh chị. Này, bây giờ lớp đầu tiên là em sẽ đi từ đây xuống đây thôi, để cho build cái support cho cái móng. Tại vì móng này móng mình extend ra, cho nên là mình phải có đủ cái độ dày của cái phần, nhất là cái phần chính giữa. Em sẽ đi một đường chính giữa thôi nè ha. Rồi sau đó nhúng 1, 2, 3, 4, 5 tất cả các ngón luôn. Rồi quay lại lớp thứ hai, cao hơn một chút, rộng hơn ra một chút thôi, chứ không có đi ra hết móng nha. Tại vì mình không có muốn cái móng của mình nó bị thô, cho nên mình chỉ build cái phần chính giữa thôi nè. Rộng hơn cái đường hồi nãy một chút. Rồi bắt đầu nhúng 1, 2, 3, 4, 5. Cái này là cái nền nha mấy anh chị, để mình build cái móng của người ta nó phải đủ cái độ chắc. Vẫn còn phải học, rồi học hoài luôn á chị ơi. Kỹ thuật update, tụi em update liên tục, cho nên là mấy anh chị cứ học lên coi mấy cái live này, học cái kỹ thuật mới. Trong lớp của mình là mình đã học cái căn bản rồi đúng không? Bây giờ là những cái mới mới là mình sẽ theo để mình học tiếp. Rồi bây giờ tới cái màu kế tiếp, mình sẽ sử dụng màu white và mình sử dụng cái màu dark pink nha. Hồi bữa em làm một bộ móng pink and white cũng xài cái dark pink này luôn. Cái này là cái hũ mình đổ ra thôi, tại cái hũ của nó, hũ của Deep and Do này nó đang hết, cho nên em xài đỡ cái hũ kia. So mình sẽ sử dụng cái cây cọ fan nè. Cây này là cây mini fan. Trên website của mình nó có tới 3 cái fan: big fan, medium fan and mini fan. Thì cái này là cái mini fan. Rồi mình sẽ làm ngón nào là ngón đó thôi, chứ không có không có làm lần 5 ngón như là màu bình thường được. Ok, bây giờ mình đi nè, 80% kéo xuống. Rồi sau đó dùng cái màu white nè, rắc qua khỏi cái khớp của cái móng người ta nha. Rồi bắt đầu để cái cây này cao lên. Rồi mình cho nó lan ra vậy nè, anh chị thấy không? Rồi vũ vậy nè, cho cái bột white nó drop xuống, nhúng vô cái pin. Một lớp 80% đi hai bên, góc hai bên luôn nha.
gốc là phải đủ. Bắt đầu mà tới cái phần này là phần mà mình đi cho đủ gốc luôn nè. Rồi, sau đó nhúng vô cái pin. Tám mươi phần trăm nha, kéo thẳng xuống hai bên, kéo cho nó đủ thẳng xuống. Dễ không mấy anh chị? Chưa đâu, mình phải có một cái trick, tại vì cái này là cái màu white của nó vẫn còn hơi gắt, thì một hồi cái lớp cuối cùng mình phải blend với cái clear nữa đó. Đây là cái cách cho pink and white mà em thấy rất là nhanh mà dễ nè. Còn anh chị nào mà có cách nào mà hay nữa đó thì mấy anh chị làm video chia sẻ để cho mình có cách nào hay thì mình sẽ lựa chọn cách đó để mà mình làm. Cách nào hay mà phải nhanh thì mình làm trong tiệm cho nó dễ cho thợ làm thôi. Hôm qua mình làm móng vuông rồi thì bữa nay mình làm tới móng nhọn để coi là nó dễ hơn đúng không? Nè. Ở phần này thì bắt đầu mình để cao lên nè để mình rắc. Cho cái màu white nó phay ra chứ đừng có để nó bị dồn cục nha. Rồi, sau đó là em sẽ nhúng vô màu pink. Rồi sau khi quay lại mình sẽ phải phủi bụi một cái mới quét lên lần thứ hai. Không phủi bụi là cái cọ của mình nó bị dính dơ lắm. Lần này là mình đi hết móng nha. Vô nhưng mà chừa một cọng tóc chứ đừng có đi sát vô chân bên trong. Rồi cũng cách y chang như vậy. Nhưng lần này mình sẽ không có đi cái màu white cao như hồi nãy nữa, mà mình đi cái màu white nó thấp hơn. Tại vì cái phần face của mình đã xong rồi, mình không có muốn đi lên đó nữa, mình chỉ đi cái phần ở bên dưới thôi. Có nghĩa là nó khoảng 2 phần 3 của cái đoạn hồi nãy mình rắc. Mình rắc thấp hơn. Rồi sau đó mình nhúng vô cái màu pink nguyên móng luôn. Rồi. Chỗ này. Chừa ra cái khoảng 1 cọng tóc. Để mình dũa đó. Nè, cái màu white nó đã fade được một đoạn lên tới hơn nửa móng rồi đúng không? Thì bây giờ cái lớp white này nè. Mình đi khoảng 2 phần 3. Rồi, nhúng vô pin. Cái pin của medium của cái dot pin này của 4Deep á, nó có một tí xíu nó cover luôn. Cho nên á mình làm ombre ra nó vừa đủ cover móng mà nó có cái độ si tu vừa phải để cho nó blend vào trong cái màu white nhìn nó không có bị cứng quá. Đây là mình chỉ đi khoảng 2/3 thôi nha mấy anh chị nha. Không có đi hết móng đâu. Rồi. Đó, cách này pink and white mấy anh chị thấy dễ không mấy anh chị? Dễ quá dễ phải không? Quan trọng là cái gì mấy anh chị biết không? Cây cỏ fan. Quan trọng là cây cỏ fan này nó rắc thưa ra cho nên mình làm dễ lắm. Rồi. Đó. Cái deep white này mình làm ombre nó dễ cực kỳ tại vì nó đủ trắng á. Sau khi xong bây giờ tới lớp thứ ba nè. White này của mình xong rồi nha. White này đã xong rồi thì dẹp cái màu deep white này đi qua một bên. Đó, một hũ deep white này 22 ao em nhớ chỉ có 95 đồng thôi à. Rồi bắt đầu mình vẫn phải làm pin nha. Tới lúc này mấy anh chị thấy cái màu white của nó còn nhiều đúng không? Nè, ví dụ thấy cái màu white của nó còn vậy nè. Cho nên là mình cần thêm cái pin. Đó, thì bây giờ cái bước thứ ba mình sẽ cần tới cái crystal clear, natural clear. Natural clear là lớp clear bên trên đó. Rồi. Ở đây tại sao mà em làm clear mà em không làm white? Tại làm white nữa thì nhìn nó sẽ bị gắt. Nó vẫn bị giống vậy, giống như hai màu nó blend với nhau, nó còn gắt mà cái pink này nó chưa có đủ pink. Mình muốn nó pink hơn chút nữa nó mới đẹp.
Ở đây là mình sẽ sử dụng cái clear. Thay vì hồi nãy là mình rắc cái phần trắng, thì bây giờ mình rắc cái phần clear thế vào cho cái phần trắng. Đây là một trong những cái trick nè cả nhà. Rắc y chang giống vậy, độ cao lên vậy, để cho cái phần clear nó cover thế cho phần trắng. Rồi sau đó nhúng vào trong bột pin thì cái pin nó phay xuống. Đây mọi người nhìn. Đó, nó giúp cái móng mình nó trắng, nó hồng hơn mà nó soft lại. Ok. Cái đầu này tự nhiên lại nó bị nhủi, chúng bị hư. Cái này là clear nha mấy anh chị nha, không phải trắng đâu nha, clear. Để mình cho cái hồng nó đậm hơn. Cọ này á, mình rắc ngang rồi sau đó mình đứng nó lên, mình muốn nó phôi vô cái điểm chỗ nào thì mình đứng cái cọ lên, còn bình thường để cái cọ lên là để ngang. Đây nè, bình thường em cầm cái cọ lên là em cầm ngang vậy nè, nhưng mà khi mình muốn nó vô cái điểm nào đó là bắt đầu mình đứng cái cọ lên. Pink and white thì nó khác hơn so với cái màu hôm qua mình làm, phải không? Làm gì mà mình có những cái trick á, thì nó sẽ dễ hơn. Đó, nhanh cực kỳ. Rồi sau khi xong, dẹp luôn cái hũ màu hồng. Hũ màu hồng là mình đã xong luôn rồi nè. Không biết có ai biết không, giải đáp thắc mắc của bạn không. Chị cho hỏi tại sao deep màu trắng khi bỏ thớp lên thì nó không trắng. Bỏ cái thớp lên mà nó không trắng. Cái chai thớp của mình xài đó, mình xài riêng cái chai thớp cho cái màu trắng đó. Và cái thớp của mình make sure là nó còn nó mới á, thì nó sẽ không có bị vàng. Và cái nước số 3 của mình cũng quan trọng. Nước số 3 của mình nó cũng phải sập. Mình xài riêng một chai cho cái thằng Pink and White, để cho nó không có bị vàng, nó không có bị ăn mấy cái màu khác vô. So mấy anh chị nhìn ngang nè, cái độ dày của móng nè. Đây là cái độ dày của móng. Đó, bắt đầu nhìn ngang cái móng nè, độ dày này của móng. Thì tùy theo khách, nếu mà mình thấy là khách của mình lao động nhiều thì mình có thể đi một lớp clear nữa ở giữa đây để giữ cái form móng của người ta dày. Còn nếu mà khách của mình mà họ không có lao động gì nhiều thì hồi nãy giờ mình đi bao nhiêu lớp rồi mấy anh chị nhớ không? Nhớ mấy lớp không? Lớp nào? Trời ơi trời, mình hỏi nhớ mấy lớp không? Mình hỏi lớp nào? Trời ơi, tôi xỉu luôn, cái đạch luôn á. Như mấy lớp rồi mấy anh chị nhớ không mấy anh chị? Nãy giờ mình đi tổng cộng mấy lớp từ đầu tới đuôi? Đó. Ba. Ba đâu mà ba, trời ơi. Tôi giận dễ sợ luôn. Love you. Nhìn thì dễ nhưng làm gì thì không. Dạ dễ lắm chị Jacqueline. Dễ lắm chứ không có không đâu. Bộ này bao nhiêu? Bộ này nếu mà mình làm thường deep không nó đã là 45, móng dài ra dày thì nó đã là 55, 55 mình ombre nữa là bộ này là giá 65 đồng. Để mình coi còn question gì nữa không. Nãy giờ mình mấy lớp mấy anh chị? Đó. Hồi nãy giờ mình 5 lớp rồi. Đúng không? 2 lớp nền để mình support móng, để cho build cái móng nó vững. Rồi 3 lớp màu, là mình tổng cộng là mình đã 5 lớp rồi. Thì bây giờ nếu như mình cảm thấy nó đã đủ dày cho khách thì mình sẽ không có ấy nữa. Còn nếu như mình cảm thấy ô mình muốn cho nó dày thêm để nó support một chút cho móng khách, thì tùy theo cái móng mà mình có thể đi cái chỗ độ dày nó khác nhau. Móng này thì mình sẽ đi từ giữa đi xuống thôi, mình không có muốn nó dày quá. Móng này thì mình cũng đi cái đường chính giữa vậy thôi nè. Đó, cuticle là mình không muốn nó dày, mình muốn nó dày ở cái phần từ chính giữa đi ra, là cái phần nối móng đi ra đó, để nó không có dễ bị gãy móng người ta đó, nhưng mà không có đi ra hai bên để nó tránh bè cái móng người ta ra. Thì mình đi mình quét tùy theo cái móng, tại móng khách cũng không có móng nào giống móng nào nữa, thì mình quét vậy đó. Rồi sau đó mình nhúng vô, là lớp này là lớp thứ 6. Nói 6 lớp thì nghe nhiều nhưng mà khi mình làm nó nhanh lắm mấy anh chị. Rồi bây giờ tới cái lúc này nè, em sẽ sử dụng cái nước số 2. Đây là một cái cách để giúp cho cái móng mình nó chắc, mà cái bột khô nó hạn chế được cái bột khô trên mặt móng nữa.
Em sẽ sử dụng cái nước số 2. Chờ nước số 2 đang sale mà rẻ quá cho nên là xài nhiều đi mấy anh chị. Đó chứ cái này là cái mà để mình giữ giữ cho cái móng người ta chắc nè. Đó, sau khi nước số 2 xong rồi em mới đi cái nước số 3. Rồi. Đó, để cái móng nó bắt đầu quay về bên này. Tay này hồi nãy giờ mình đã làm, mình đã giũa xếp đồ xong hết rồi. Thì bắt đầu quay lại, chị chia lên nó 5 lớp. Dạ đúng rồi chị. Nhưng mà móng này móng dài á, cho nên em đi thêm lớp để support cái tay của khách. Cái này giũa xong, buffer xong rồi thì em sẽ đi nước số 3. Chị đó hay quá vậy. Ừ. Trời ơi, người ta câu người ta tập trung chứ. Học sinh của học viên của chị mà như em chắc chị cắn lưỡi luôn á. Hồi nãy giờ người ta nhúng gần chết 5 lớp mà hỏi nhiêu mới có 3 lớp à. Học viên của chị toàn là học giỏi không á em. Rồi sau đó mình sẽ đi nước số 4 nha. Đặc biệt của 4Dip này đang sale đó, biết là mấy anh chị đang bận hốt lễ nhưng mà nó đang sale luôn cho nên hốt luôn mấy anh chị ơi. Nó không có bị cứng cọ nha cả nhà nha. Em mới có đi xong nước số 3 mà bây giờ em bỏ nước số 4 là em quét nè. Đó. Ngon lành cành đào luôn á. Lấy nước một lần quét 4 móng. Làm vậy ai làm lại. Rồi. Đó. Nên chị thấy nè, nó ôm rê về được chưa cả nhà? Khách trả tiền không hay là giật chạy? Giật chạy tôi gọi cảnh sát. Ngân là chuyên chỉ khách giật chạy và khách hành nha. Khách mà vô em mà hành, em cho thêm một ký thịt bò để làm bò xào hành. Rồi, ngón này cũng vậy, mình sẽ đi. Xong rồi đó cả nhà. Xong cái bàn tay rồi nè, mấy anh chị thấy đẹp không? Bây giờ bàn tay bên kia mình chỉ quay lại, mình giũa và mình buffer nữa là xong. Thích quá, ước được ở gần. Giá một bộ màu và dip bây giờ là bao nhiêu? Bao nhiêu? Một bộ dip 234. Một bộ dip 234 nó gồm có một cái kit. Để em lấy cái kit đó cho chị coi nè. So, nó gồm có một cái kit, nó đang có được promotion này chị. Một cái kit size refill này nè, một chai này 8 ounce, 4 chai nhỏ và 20 chai nhỏ nữa, là tổng cộng mình được tới 24 chai nhỏ đó. Thì giá của nó là 224 đồng cho một cái kit và 20 chai nhỏ. Thì chai nhỏ mình cũng phải thay hoài chứ mình không có phải xài một chai để mình refill. Đó là chai số 2, số 3, số 4 là 224 đồng. Cho một cái kit thì anh chị nào muốn mua số mấy thì mấy anh chị cứ comment số thì tụi em sẽ gọi cho mấy anh chị. Còn đối với số 1 á, thì một cái kit đó và 10 chai nhỏ nữa là giá của nó là 112 đồng. Đó, vậy đủ đẹp chưa cả nhà? Rồi, bây giờ em giũa cái tay bên kia. Quay lại tay bên này. Nói chuyện hồi là xong là nó đã khô rồi nè. Nói chuyện chút là khô. Tại vì mình làm 10 ngón á, thì mình làm bàn này rồi đi qua bàn kia đi, rồi quay lại bàn này là giũa xong. Còn nói chuyện còn làm 5 ngón giống như em đang làm cho mấy anh chị coi nè. Tại sao làm 5 ngón? Tại vì phải làm tay trước cho mấy anh chị biết được là bữa nay mình làm gì. Thì mình quay lại mình đợi. Mà cũng tí xíu thôi. Mấy anh chị thấy là cũng rất là nhanh khô đúng không? Thì cái đó là cái đặc biệt của 4Dip đó. Mấy anh chị xài 1, 2, 3, 4 chung á, nó khô nhanh lắm. Khô nhanh, không cứng cọ, bền, rẻ. Rồi còn đâu cái gì nữa. Rồi. Dũa muốn cái xếp nó thẳng thì cây dũa của mình nó đứng. Đợn đừng sắt đứng. Nhớ trong đầu là đứng. Đi tới học lớp xong á, tại vì có nhiều chị học viên giống như là cũng làm lâu rồi cho nên là quen cái tay á. Cái vô lớp các em nói là phải đứng. Chị cầm vậy là xéo rồi. Thì chị mới hỏi ủa vậy lần sau là đứng, lần sau là xéo, giống như bị tẩu quả luôn. Ngồi không biết ủa lần sau là đứng, lần sau là xéo. Đứng cây cọ lên á, cây dũa lên á.
là cái móng của mình nó ra nó rất là nét. Tại vì mình ở đây là mình đang dũa ra cái nét của cái xếp móng, chứ mình không có muốn làm cho cái móng nó ôm, nó thon gọn gì hết. Cái lúc này là lúc mà mình tạo xếp thôi, thì mình sẽ không có sử dụng cái cây này để làm cho nó ôm, nó thon gọn gì vào đâu. Mình dũa 3 chiều thẳng dưới bụng, trái, phải và dưới. Đó là 3 chiều của nó đó. Và chiều nào thì cây dũa của mình nó cũng đứng hết á. Chiều dưới á, thì cây dũa nó tiếp xúc mặt thì dưới tiếp xúc lên. Để tránh cái trường hợp là cái phần bên hông nó bị mất bột. Rồi, sau khi xong thì mình sẽ dũa ha. Ở đây á, thì mình xài cây dũa. Ở đây á, thì em sẽ xài trước cái cây dũa này nè. Em xài trước cái cây safety này nè. Nhanh, bền, rẻ, dễ làm. Chị Chi. Dạ. Cái cây này nè, em dũa trước để em tạo cái mặt móng, nguyên cái mặt móng luôn. Nhưng mà mấy anh chị thấy là đi số 2 xong á là cái mặt móng của mình nó mướt luôn rồi. Nó mướt sẵn luôn rồi nè mấy anh chị. Mình không có cần phải dũa gì nhiều đâu. Cái số 2 của mình á, nó lên nó vừa ba lần nó làm mướt cái mặt móng. Và cái thứ hai nữa là nó rất là chắc. Cái cách này là em hướng dẫn mấy anh chị làm chắc cũng cỡ 4 năm nay rồi đó. Là cái bước số 2 cuối cùng. Cái bước đó thì có cũng được, không có nó cũng không sao hết. Thực sự là nó không quan trọng. Nhưng mà tại sao mà mình có là để cho cái móng nó chắc hơn. Còn không có thì cũng không sao hết. Thì nó ít chắc hơn chút thôi. Chứ nó không có làm hư móng, nó không có làm mà hư cái quá trình, hoặc là không có làm ảnh hưởng tới khô không khô. Rồi, mấy anh chị thấy cách này dễ không mấy anh chị? Ai thấy dễ thì comment dễ nha. Em sẽ chia sẻ hết cho mấy anh chị những cái cách nào mà mình làm nhanh, làm dễ trong tiệm để mình kiếm tiền. Trong tiệm thì quan trọng nhất là nhanh và dễ thôi. Rồi. Rồi bây giờ sau đó em thay qua cái đầu dũa này nè. Cái đầu này là đầu safety. Để mình dũa cái phần cuticle. Dạ không, không có đi số 4 rồi. Cái đầu số 2 á chị, chứ không phải số 4 đâu. Đó là số 2 á. Mình đi cái số 2 cho nó chắc. Mình chừa một cọng tóc vậy nè. Thì khi mà cái này nè, mình đẩy ra cái nhẹ là nó tách ra rồi. Cái đó là bí quyết một cọng tóc đi từ bột chuyển sang điếp luôn á. Đó, nên chị thấy nè. Mình dùng cái đầu này nè, y chang như cái cây cơm ba, vuốt từ trái sang phải. Thì cái cuticle nó nằm, ta nói nó nằm sát lẻm luôn. Đây cho mấy anh chị coi là cuticle nó nằm sát cỡ nào nè. Đây. Đó, nó nằm sát xuống như nè. Cái này là da khô nha cả nhà nha. Da khô chứ không phải bột nha. Phân biệt được da khô và bột. Cái đầu này là mình để 45 độ nghiêng đi ôm theo cuticle. Nó tạo cho cái móng của mình nhìn rất là tự nhiên. Đó là từ mỏng cho tới dày từ từ. Nghĩa là cái phần sát cuticle nó rất là mỏng, và đi ra thì nó dày lên từ từ. Lâu lâu có thời gian thì làm deep chia sẻ với mấy anh chị. Tại vì mấy anh chị biết là Ngân chuyên về bột mà. Mình phải làm được hết tất cả mọi thứ. Trời, thứ gì trong tiệm này em cũng làm được hết. Facial, microblading, lash, cái nào cũng biết làm hết cả nhà. Làm được hết á. Mình không có thời gian làm. Mình chỉ tập trung lên cái nào chuyên của mình thôi. Nhưng mà cái chuyên nhất của mình là kiếm tiền. Cái job nào cũng kiếm tiền hết trơn mà. Last make of bleeding, cái nào cũng kiếm tiền chứ. Please information of Atlanta in English. For Atlanta in English. Yeah, we have like more than 10 students that request English class. And I think
We're gonna do that in Georgia location or in Tampa location. Which one you guys refer for English one? Georgia or Tampa? Rồi sau khi số 3 thì em sẽ đi số 4. Phải có số 3 thì số 4 mới khô nha cả nhà nha. Quá là dễ. Trời ơi, dễ không cả nhà ơi? Dễ không? Đó, dễ chưa? Ombre Pink and White. Rồi, hy vọng video này mấy anh chị sẽ thích nha. Và anh chị nào muốn tham gia lớp Atlanta thì đăng ký liền đi. Mình còn chỉ có một spot duy nhất thôi cho lớp Atlanta. Rồi sau đó thì tụi em sẽ đóng lớp và hẹn gặp lại mấy anh chị ở video kế tiếp.